tại sao anh lại ra nông nỗi này chứ? Ở trong thâm tâm của em, anh hai của em không phải là như vậy. Em không chỉ thất vọng mà còn rất tuyệt vọng nữa. Em cảm thấy xấu hổ lắm anh hai à. Trong thâm tâm của tôi, anh thực sự là hero. Đón xem những diễn biến tiếp theo của Sứ giả siêu năng phát sóng vào lúc 19h40 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần, chỉ có trên truyền hình Bến Tre.